xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại trên mình. Mình là Modeva Vlog đây. Đấy, hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kháng sinh. Đấy, thì dịch trước nha các bạn. Dịch tương ức. Đó chính là kháng tức là kháng lại. Đấy, sinh tức là sinh vật. Đấy, tức là kháng lại sinh vật, thuốc kháng lại sinh vật. Ví dụ như là trực khuẩn lao này. Đấy, đây chính là con vi khuẩn lao. Trực tức là thẳng, khuẩn tức là vi khuẩn. Đấy, thì con vi khuẩn thẳng này tên là lao. Nghe chất chưa? Và trực khuẩn HP các bạn. Trực khuẩn HP thì con B cũng là con vi khuẩn thẳng thôi, nhưng mà nó có mấy cái xúc tua này các bạn. Đấy, nó có thể đâm xuyên thủng dạ dày của các bạn ơi. Đấy, thì mình đang bị con này các bạn ạ. Mình đang bị con này đó. Đó. Thì một, vậy thuốc kháng sinh là gì? Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu thuốc kháng sinh là gì trước. Đấy, thì thuốc kháng sinh đấy, là để tiêu diệt hoặc kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Đấy, là thuốc kháng sinh được bạn. Đấy, là cầm dao là giết con vi khuẩn. Đúng không chưa? Giết con vi khuẩn luôn. Đấy, thì một số kháng sinh ý, có tác dụng trên nhiều chủng. Nhiều chủng vi khuẩn được gọi là kháng sinh phổ rộng. Phổ rộng nha các bạn, phổ rộng. Một số loại khác tác dụng trên một nha các bạn. Đấy. Một số chủng vi khuẩn nhất định được gọi là phổ hẹp. Đấy, giống như kháng sinh trực khuẩn lao. Đấy, nghe tên sợ ấy, nhìn giống mấy cái que gì ta? Có minh minh. Hai, tên và hình thức đóng gói. Đó, thì tên có rất nhiều loại kháng sinh nha các bạn, có rất nhiều loại kháng sinh đấy, khác nhau, nên có nhiều tên khác nhau và khó nhớ các bạn ạ. Có nhiều tên khác nhau và khó nhớ, và hình thức đóng gói cũng vậy, đa dạng khó phân biệt. Đấy, bây giờ lúc thì cho vỏ bọc trong suốt nhựa này, lúc thì cho giấy bạc này. Đấy, và các viên kháng sinh cũng khác nhau nhá. Viên nén nè, viên con nhộng nè, tiêm nè. Đấy, vì thế nên chúng ta phải hỏi bác sĩ nếu muốn biết về nó. Đó. Thứ ba là tác dụng của kháng sinh. Đấy, thì tác dụng chính của bạn ở đây là diệt vi khuẩn. Đấy, hoặc kiềm hãm sự phát triển vi khuẩn. Còn tác dụng phụ thì nó cũng chả kém cạnh đâu bạn, chả kém cạnh đâu. Kháng sinh nó sẽ tiêu diệt tất cả các vi khuẩn, kể cả vi khuẩn có lợi nhưng bạn chứ không phải có hại, có lợi trong đường ruột của bạn. Đấy, thì tác dụng phụ còn hay gặp là nôn ói này, tiêu chảy này, khó tiêu này, đau bụng vân vân mà mây. Đấy, quan trọng cái tiêu, đặc biệt là cái tiêu chảy này. Lúc ấy mình bị cái bệnh cái gì viêm phế quản à. Đấy, thế mình phải đi bệnh viện là ôi dồi ôi quấn dâu gì đấy, tiêm một đống kháng sinh vào. Đó, từ đó lúc ấy mình phải pẹt, ui, mình đánh giám cũng ra xít mà đạo với cả đời. Đấy, cái này giống như kiểu vì mày mà tao phải đánh tao đấy. Tác dụng phụ khác nữa này, ngoài ra còn kháng sinh còn các tác dụng phụ khác nữa đấy, liên quan đến các hệ cơ quan khác như hệ thần kinh, não đấy, hệ tim mạch và hệ tạo máu này, và hệ tiết niệu, tức là chỗ đấy anh em đi đái. Đấy, đặc biệt trong trường hợp dùng thuốc quá liều cho phép thì I am die, chỉ có tử vong, die, chết. Đấy, giấc ngủ vĩnh hằng. Đấy, thông báo ngay cho bác sĩ nếu có triệu chứng lạ sau khi uống thuốc. Đó, thì lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh là, một lưu ý thứ nhất đó chính là kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn các bạn. Đấy, vì vậy thuốc kháng sinh chỉ nên dùng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Đấy, các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Đó, và không thể điều trị các bệnh như virus hoặc nấm. Đây,
và virus corona này đấy, bệnh nấm này đấy, mà nó nhưng mà nó có thể tiêu diệt được trực khuẩn HP vì nó là vi khuẩn nha các bạn. Lưu ý thứ hai là điều quan trọng nhất khi dùng kháng sinh là tuân theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý ngừng thuốc nha các bạn. Đấy, khi các bạn cảm thấy tốt hơn sau vài ngày đó, vì nó sẽ tạo ra vi khuẩn kháng thuốc vô cùng nguy hiểm. Đấy, kháng thuốc hay được gọi là nhờn thuốc. Đấy, ví dụ như các bạn là, lấy ví dụ điển hình nhá, là hồi còn bé các bạn bị ăn đấm nhiều đấy, chúng nó đập nhau nhiều, đấm nhau nhiều đấm mình nhiều đấy, thì các bạn khóc đấy, xong rồi sau ví dụ 2, 3, 4, 5, 6 nó vẫn làm như vậy thì các bạn quen dần đi ơi, thì các bạn đến lúc nào đó các bạn lại đánh ngược lại đấy, đập cho tốt tắp đúp rồi đó, bây giờ đấy, đây là hình ảnh này các bạn thấy chưa, nhờn thuốc nó sẽ hóa thành siêu nhân luôn này các bạn. Đấy, hình này kiểu như là lúc này nó uống thuốc nó sẽ không chết nữa đó. Thì đây là vi khuẩn lao đa kháng thuốc, đa tức là nhiều, tức là nó kháng nhiều loại thuốc, vi khuẩn lao kháng nhiều loại thuốc này các bạn. Đây, nhờn thuốc này thấy chưa, giờ không thể chữa trị được, chữa trị rất là khó nha các bạn. Đấy, đây còn mẫu miếu này. Lưu ý thứ ba là thuốc kháng sinh tiêu diệt cả vi khuẩn có hại và vi khuẩn có lợi, vì thế trong đường ruột, vì thế các bạn nên bổ sung men vi sinh tăng cường tiêu hóa đấy, ví dụ như là biogasimin tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon, biogasimin tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon, hệ vi sinh đường ruột tinh đó. Hiến lấy lưu ý cuối cùng, đó đây là lưu ý thứ tư, tuyệt đối không dùng chung đơn thuốc với người khác. Đó, cái này thì người dân hay rất hay bị mắc phải nhá. Đó, vì sao vậy? Vì một số thuốc rất độc, cần phải xét nghiệm chức năng gan trước khi uống. Đấy, nếu không bạn uống thì bạn sẽ bị nổ gan đấy, đùa thôi, không nổ đâu, chỉ bị hỏng gan thôi đấy. Tác dụng phụ của thuốc cần được bác sĩ theo dõi, sau khi uống xong đơn thuốc cần kiểm tra lại và đưa ra cách điều trị mới nếu không khỏi nha các bạn. Như vậy là video này mình đã cùng các bạn tìm hiểu về kháng sinh. Nếu hay con chúng mình một like, một share và đăng ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.